Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Wolfenstein The Unblood nha mọi người. Bữa trước là mình thoát khỏi nhà tù rồi. Và bây giờ mình đã vô cái căn nhà ở trong làng. Gặp con nhỏ này, nó là Anite thôi. Anite hay gì đó. Ladies first. Thôi, nhường cho phụ nữ thôi. Đây là BJ. William Blackovic. Đi vòng vòng kiếm đồ lâm thôi anh em. Nè, hết update này. Rõ ràng là mình có cái hết update mà. Đây, mắc luôn rồi. Nó thiết kế cái hết update đó nhìn nó giống y như một cái bình máu bình thường. Mình lại không biết là nó. Ok. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ơ con chó. I must get her downstairs. Phải thiệt chứ. Open the trap door by the bar for me. Quick. Downstairs hả? Ok, mở cái hầm. Ô, tự nhiên con chó nó phóng từ cửa sổ vô, nó tấn công hai cha con. Không phải hai cha con nữa. Giết hết bọn chúng. Con này bị chó cắn bị thương rồi. Mình leo xuống đi, nhanh lên. Thôi. Vô đây. Đây. Vô đây. Cái gì vậy? Ừ. Ôi mình lên hot update 3 luôn hả? Cái gì vậy? Từ từ mình lấy cây súng rồi mình bắn thôi coi. Dưỡng tường. Bùm. Bùm. Còn nữa không? Rồi hết rồi. Đổi rồi. Đổi qua một cây súng nhắm đi. Bắn súng nhắm cho nó heo thì. À, canh cái bình nè. Mấy thằng shotgun lớn á, các bạn chỉ cần canh cái bình đó. Canh cái bình của nó mà bắn thôi. Cái gì vậy? Ơi, vô hả? Vô nào vậy? Mình lại giáp thôi. Xong chưa? Xếp rồi đúng không? Để hết đồ coi. Tính ra cũng đâu có đông đâu. Hết update 3 là mình lên 150 máu vậy ta. Từ từ mở cửa cho hai người này ra trước. Never mind. Ơ. Ai. Mày hả con? Ôi. Nè. Nhảy ra đây được không? Mày. Mày hết rồi, hết đạn luôn rồi. Không biết cái điểm yếu của nó có phải là rồi
đầu quá. Rồi. Chết chưa? Ủa, nó chỉ bị lùi ra thôi. Chưa chết, chưa chết. Lấy cái súng nhắm đi. Mày hả con? Rồi chưa? Xong rồi. Mày hả mày? Mày gì hả mày? Ui! Má ơi, thấy nó nổ chít 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 là biết rồi. Are you okay, Blazkowicz? I'm fine. À, mình lên đường 125 máu rồi các bạn. Thanks. What was his name? Wesley. Wesley. What about the girl? She's coming with. Mình hết lên cho nó được rồi. I mean, what's her story? Này mình unlock được 25 máu rồi. Deportation convoy heading out of Wolfburg. Family is gone. I'm all she has. Con nhỏ đâu rồi ta? Ủa vậy là cái hầm này là nó nối với một cái đường hầm khác luôn á, một cái hệ thống lớn luôn á, nó có chỗ thoát ra nữa nè. Không ra được. Phải đi chậm quá. Thấy cái thay mình bự mình không có vượt qua nó được. Rất là nhiều thư ở đây nha. Đi đây. Có gì hết. Nè, nhỏ này bị thương rồi nè. Frierst du, meine Liebe? Mir geht's gut. Get in, Agent Blazkowicz. We should be on our way. Rồi, chèo đò ra thôi. My things. Đồ của tôi hả? Thôi bỏ đi. À, lấy lại cho mày được rồi nè. Thank you. So, where are we going, Kessler? Nhỏ bị thương ở tay. Vậy là mình giết xong cái thằng Jagger rồi, Judy Jagger rồi. That's where Helga will be with the document. Thằng đó là cái thằng giết cái thằng Wesley. Death. Cái thằng đi chung với mình hồi đầu game á. Death. Rồi, chúng ta tới phần 2. Bí ẩn đen tối của Helga. Helga von gì á. Nó kéo đằng sau là cái họ, nhưng mà mình không biết. Không biết cái họ nó hơi dài. Đây là chủ nhật. Yeah. Made this gift for my friend and father's workshop here in Wolfsburg. It's Jewish tradition to give food on this day. But I wanted her to have something special. What is it? Đó là gì? Cat. Her favorite animal. I was going to give it to her, but then the Nazis came. And... Con này đang kể về nó có một món quà muốn tặng cho bạn của nó, là có là cái con mèo mà nó khắc á, con mèo nó cầm trên tay các bạn, con mèo bằng gỗ hồi nãy á, nhưng mà quân Đức Quốc xã tới. Và kết quả là các bạn biết rồi. Cái ngôi làng này là nó nằm kế bên cái lâu đài Wolfenstein luôn, là thuộc cái quyền chiếm đóng của quân Đức rồi. Cái túi đó là cái gì? Flyer. My wife used to spread flyers like these in Berlin. Nazi pigs put a rope around her neck for it. Ông này ông nói là vợ của ông đã bị treo cổ các bạn. Đã bị bọn lính Đức quấn dây vào cổ. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Hay. Quá là chiến tranh anh em ạ. Cái này không phải chiến tranh nữa. Cái này là tội ác rồi. Chúng ta đến chapter 5 rồi. Agent Blazkowicz, you're looking for OSA Agent 2. Ui, nhiều quá nha. I called ahead to say that you were coming. Agent 2 knows where Helga is.
Good. So much death for a silly folder. When we don't find it, there'll be a whole lot more. Me and Annette will hide in here. Annette. I stole some radio devices from the Nazi pigs. We can use them to communicate. Take this, and then get out of the boat and help me push it under the jetty. Ok, bây giờ mình có thể liên lạc với ổng bằng cái radio này. Leg dich hin, meine Liebe. Rồi, giấu con tàu đi. Ok, chúng ta lượm đồ thôi. Có hai dao này đúng không? Mình đang cầm một con dao nhưng mà mình chỉ có thể sử dụng một con thôi. Mình có thể mình chỉ sử dụng một con để mình cầm thôi. Hai con đó thì mình để mình phóng. À, mình này có giáp này. À, được. Bên này thì xử lý sơ cái thằng chỉ huy thôi. Mình xử lý sơ thằng chỉ huy thôi anh em. Ok, quay lại đi mày. Chỉ huy đâu? À, tụi nó nguy hiểm quá. Buông chỉ huy rồi. Chỉ huy mày ở đâu vậy? 10 mét. Đứng nắp ló tưởng gì ghê gớm. Mình không được bước dây động rừng nha. Cái thằng quỷ lính to nó nguy hiểm lắm. Chạy qua đây đi. Ở bên đó chắc hết rồi đó. Tới chắc mình xử lý cái thằng lính mình này. Ê. Đó kìa. Rồi, xong rồi. Giết nó xong là không sợ bị alarm nữa. Chỉ có tụi nó mới kêu cái đám hỗ trợ thôi. Không còn thằng bự nữa đâu ta. Nó nè. Chết bà mày đi. Được chưa? Xong rồi đó. Rồi, đi coi coi. Đi theo cái hướng này. Ok, có đường đi nè. Cool này. Ồ, à, cái concept art. Mình có thể mở lên coi concept art nè anh em. Còn gold này thì mình không biết. Để đi, tự tính. Ồ, coi cái khinh khí cầu kìa, to thế. Dưới đây có gì? Không có gì hết. Ừ.
Bị thấy rồi. Thấy nó nổ còn nửa người ghê quá. Đâu vậy? Súng ống để rải rác nè. Ok, có lựu đạn rồi. Gì vậy? Nào bắn tôi vậy? Nào bắn rồi. Kill as many Nazis as I can. Bye. No, I said. Can't hear you, Kessler. Lots of static. Má đúng thanh niên lầy luôn á. Cái thằng kia nó kêu là cái chỗ này là địa bàn của cái đám đốc xã, mình phải giết càng ít càng tốt. Mà thằng này nó nhây, thằng Black Covid nó nhây, nó nói là giết, nói chung là giết hết á, gặp nào giết đó đó, thằng nào có thể là giết hết á. Cái này mình leo ra được không? Ok, leo ra được nha. Ok, mình tiếp tục thôi. Làm sao tiêu diệt hai cái thằng sĩ quan một cách gọn gàng đây anh em. Chỗ này mình không qua được. Nó đi qua đi lại. Có nào mình có súng giảm thanh mà nó đứng sau cái bức tường đó. Chết. Chết rồi đó. Chết. Ghê vậy. Mình bắn chết một thằng sĩ quan rồi đó. Bớt đi một cái alarm rồi đó. Căng quá. Còn thằng cách 50 mét, không biết giết nó kiểu gì nữa. Thấy nó đứng kỳ nữa. Alarm, đừng có để cho nó bấm. Mày nhẹ mày. Alarm cái quần. Ghê vậy. Xong rồi đó. Ủa, mình nhảy xuống đây là xong rồi, đâu còn gì nữa đâu. Đúng không? Vậy là mình... mắc gì? Mình nhảy xuống đây là xong rồi. Đâu, bên này còn nào? Nó despawn hết luôn rồi các bạn. Ôi, thôi ok, mình đi tiếp thôi. Ủa? À, cái ông này kiểu như là báo hiệu thôi. Cha này là báo động á, kiểu như báo động á. Này mình hoạt động ngầm mà. Schmidt's baker shop. Kessler. Từ từ, đây có cái gì? Found Agent 2's house. À, không có gì hết. Shit. Rồi cái tay Black Widow sao nhỏ nhỏ vậy? Dinner seats and singing in moonshine.
Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Ừ. Này mà nói cái gì? Found the agent. Hai chỗ mà. Ủa, bây giờ mình đi đâu? À đây, đây. Giấu chìa khóa cơ bản vãi rồi. Dỡ cục đá lên giấu dưới. Khó chịu thì. Rồi. Ừ, hết hồn. Bloody hell. Where's your shirt, you handsome sod? Pippa, your agent too. It's Nurse Inga now. Pippa. Chỗ này là những cái tổ chức hoạt động ngầm ở trong thành phố này thôi. Tình báo. So this is where they transferred you. Yeah, 6 months now. Con này mặc đồ giống y tá quá ta. Từ lập cái map cái này. Wesley spilled beer all over my Bristol's clumsy twit. Ừ nó nè, vàng nó nè. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. Okay. But for God's sake, put some bloody clothes on first. Ủa, mình mặc đồ sao? In the chest over there. Cái thằng này là cái thằng Nazi nè, đế quốc xã nè. Con này xử lý nó rồi. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these bugs like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. Vãi, quăng súng lại hết rồi. Còn gì nữa không? Cũng nhắm nữa. Rồi, hết rồi hả? Thôi, để tôi. These hinges are rusted. Come help me with this, Blasco. The tunnel is a 9.4 meter swim to the well and the tavern. Chỗ đó mình không có được đem vũ khí vô. Return to me once you've obtained Helga's folder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Rồi, đúng rồi. Ui trời. Them hinges don't rust till I get back. Mình đang bơi trong cống ngầm. Chỉ có một đường là hướng tới và mình chỉ có một con dao thôi. Rồi, anh em leo lên thôi. Rồi. Ok. Chắc hôm nay mình cho tới đây nha anh em. Mình mới vừa leo ra khỏi cái giếng này. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.